cần thiết khi bước vào một cái cuộc hôn nhân. Ok. Thứ duy số 1 là thường là mình sẽ đánh giá cái rất là thấp cái độ khó của hôn nhân. Hai bạn yêu nhau và hai bạn bước vào hôn nhân và không suy nghĩ gì về độ khó cả. Cứ sống với nhau thôi, cứ đi nấu ăn, đi làm rồi đi về. Nhưng mà lại không nghĩ rằng là hôn nhân hai người tới với nhau nó rất là khó. Nó có trong hôn nhân á, nếu mà bạn nghe á, thì nó có uất ức nè, nó có phần rất là oan nè, có phần mình phải nhường nhịn, mình phải nhẫn nhịn, nó có rất nhiều cái không công bằng, có nhiều cái người kia sai mình đúng, nhưng mà vì là cái mối quan hệ cho nên mình bỏ qua hết, thì là cái độ khó hôn nhân nó khó lắm luôn á. Tại bạn thấy á, là hai đứa nó là từ hai môi trường khác nhau. Như ý số 2 là hai người từ hai môi trường khác nhau, hai gia đình có hai nền văn hóa khác nhau, hai cái dòng tộc khác nhau, nhiều lúc là hai cái văn hóa khác nhau, miền Bắc và miền Nam, hai cái tôn giáo khác nhau, và nhất là cái quá trình lớn lên khác nhau, cái lời ăn tiếng nói, cái cách giáo dục cho mỗi gia đình khác nhau, về ở với nhau hầu như là không được, hầu như là đương nhiên nó gây lộn là cái chuyện đương nhiên. Cho nên á, bạn mới cưới về á, mà sau này á, bạn đừng có nghĩ là những cái câu á, là cô là một cái người phụ nữ giống như là chồng mình á, thì sẽ nói những cái lời mà mình không tưởng tượng ra trong đầu trong thời gian mình mới cưới. Nhưng mà hãy chuẩn bị tinh thần đi, nó sẽ tới. Tại vì lúc đó cảm xúc cao trào, người ta nói ra những cái lời rất là đắng cay. Tuy nhiên đừng có phán, bây giờ đừng có phán là nếu như mà anh mà nói cái lời đó là một tụi mình chia tay. Tại nếu như vậy thì chia tay không bao nhiêu lần cho nó đủ cả. Ví dụ như nếu mà anh xúc phạm tới ba mẹ tôi là mình chia tay, coi như mọi chuyện xong. Đừng có nên phán như vậy. Tại vì á, bạn biết con người là sẽ có cảm xúc, và con người đương nhiên sẽ có lỗi lầm. Nếu mà chồng bạn không có lỗi lầm thì chồng bạn được phong thánh rồi, được đứng ở trên cao, được đúc tượng rồi. Cho nên nếu mà bạn cưới một con người bình thường mà không phải là người từ alien á, người từ hành tinh khác tới á, thì là bà đương nhiên là chồng bạn một ngày nào đẹp trời hay là xấu trời nào đó thì sẽ tuyên bố một câu mà mình rất là đau lòng. Tuy nhiên á, hôn nhân nó phải trải qua những cung bậc như vậy, và nó đương nhiên nó tới, chị guarantee nó sẽ tới. Nó không tới cái tháng đầu tiên thì nó năm đầu tiên, mà không tới năm đầu tiên thì hai năm sau nó sẽ xuất hiện, và chắc chắn nó sẽ xuất hiện, chắc chắn luôn á, 100% guarantee luôn á, nếu mà mua insurance là mua luôn á. Rồi cái số 3 là bạn phải hiểu hơn về bản năng của người đàn ông, bạn phải hiểu rõ tâm lý của hai phái, bạn hiểu rõ bản năng của người đàn ông là họ luôn bị thôi thúc đi chinh phục các người phụ nữ khác. Cái điều đó nó không thể nào, mình không thể nào gọi là mình nhắm mắt hoặc là mình đưa về là giống như mình được. Tại vì con đực nó khác mà con gái nó khác. Con cái thì chức năng của nó là nuôi con và chung thủy, còn bản chất của người đàn ông là nhân giống và nhân chủ học, người ta sẽ đi gieo giống. Cho nên các ông sẽ có xu hướng ít nhất một lần trong cuộc đời anh ta sẽ ngoại tình, ngoại tình tư tưởng, ngoại tình đi ngủ với người khác, hoặc là có con. Nó tùy mức độ, tùy cái độ mình phát hiện sớm hay trễ, tùy cái tình yêu của giai đoạn hẹn hò nó nhiều hay ít, mà cái sự sai lầm của người đàn ông lần đầu tiên nó lớn hay bé. Nhưng mà nhất định nó sẽ có lần đầu tiên, rồi sau đó nó mới ngưng. Có nghĩa là nếu anh ta 25 tuổi anh ta cưới bạn về thì là sau đó tuổi 27, nhiều lúc 30, nhiều lúc có ông tới 40, có nhiều lúc ông 50, thì người ta sẽ có một lúc người ta sẽ rung động với một người phụ nữ nào đó. Có thể là chỉ dừng lại nhắn tin thôi, nhưng mà người ta sẽ suy nghĩ về một người phụ nữ khác. Thì mình hiểu rằng là nó sẽ tới. Và nếu mà mình là cái người vợ mà có kiến thức thì mình sẽ chuẩn bị nói chuyện như thế nào, đưa thông điệp như thế nào, và cho anh ta hiểu cái ý của mình như thế nào.
mình đặt cho giữa anh ta ở những cái lựa chọn như thế nào để cho cái việc này nó không tiếp diễn nữa. Và nó đương nhiên nó sẽ có lần đầu, tại vì người ta không sai lần đầu á thì người ta không biết, người ta bỏ, người ta phải vi phạm một lần. Tại vì giống như là trái cấm á, phải ăn một lần, có nghĩa vợ là vợ nhưng mà quen một người phụ nữ khác là một cái chuyện khác. Người ta sai một lần thì bây giờ cái thời đại này thì phụ nữ người ta cái sức chịu đựng của người ta rất là kém. Nếu mà người chồng mà như vậy á, người ta sẽ ly dị. Tuy nhiên theo chị á, là các bạn nên cho chồng mình một cơ hội. Tại vì mình phải warning. Rất nhiều người đi vào sở làm và cái việc mà lấy đồ trong sở làm là mình thấy nó sai rồi. Nhưng mà rất nhiều người phải phạm lần đầu tiên bị bắt, rồi sau đó người ta mới ngưng. Có nghĩa là người ta luôn có xu hướng làm khi mà chưa bị bắt. Nhưng mà khi bị bắt một lần rồi người ta sẽ sợ và người ta không làm nữa. Còn nếu mà những cái người đàn ông mà liên tục làm như vậy thì mình nên ra có một cái quyết định gì đó. Rồi, cái tư tưởng, cái ý thức, cái tư duy số 4 là hôn nhân á, đương nhiên nó sẽ có mâu thuẫn và đương nhiên nó sẽ có tổn thương. Một cái hôn nhân mà tốt đẹp mà người ta 30 năm silver hay là gold, kỷ niệm 40 năm, kỷ niệm 50 năm thì bạn hỏi ra thì là nó đầy những cái tổn thương trong đó. Tại vì hôn nhân về là ngày về đầu tiên là không hợp rồi đó. Ngày về, ngày mà cưới về á, là bạn nói bạn yêu nhau sẽ đắm nhưng mà nó không hợp. Bạn phải cùng nhau đi qua những cái sai lầm. Có thể tháng đầu tiên là người vợ nói một cái câu gì đó, thì hai người work together giải quyết vấn đề đó. Rồi lần hai tháng sau ông chồng lại làm sai một cái gì đó, hai người lại ngồi lại nói chuyện với nhau và vượt qua cái đó. Thì những cái tổn thương nhỏ 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 nó dồn dập và mình vượt qua cùng nhau, thì đó là mới là cái hôn nhân nó bền vững. Nếu bạn không có những cái thử thách trong hôn nhân thì hôn nhân của bạn nó rất là dễ vỡ. Nó phải thử thách thì nó bền. Cho nên á, những cái người chuyên gia họ lại thấy rằng những cái cặp nên trải qua một lần là người đàn ông đòi ngoại tình đi, rồi sau đó mà họ quay về với nhau thì họ yêu nhau suốt đời, họ bền vững lắm và tôn trọng nhau lắm. Cho nên á, là ngay khi mà chồng bạn ngoại tình lần đầu tiên á, bạn nên mừng là tại vì mình đã vượt qua cái bài kiểm tra này, mình đã vượt qua bài kiểm tra này và nó sẽ không gặp nữa và nó làm cho hôn nhân mình bền vững hơn. Nếu mà bây giờ chồng bạn có người thứ ba và đang về nhà thì mình, cái việc của mình là chỉnh sửa lại hôn nhân thôi. Rồi cái tư duy thứ năm mà cái cộng đồng các bạn thường có một cái đọc nhiều sách quá, nghe nhiều diễn giả quá và bạn hướng tới true love, bạn hướng tới một cái tình yêu giữa hai vợ chồng rất là đẹp, suốt ngày yêu thương nhau, nhìn nhau đắm đuối, hẹn hò tay trong tay, yêu thương con, chăm sóc con, gia đình đoàn tụ và luôn luôn có những bữa ăn tối, thì cái đó nó giống như là một cái gì đó nó lý tưởng, nó perfect, nó hoàn hảo. Nhưng mà những cái thứ hoàn hảo nó không có nhiều, nó rất là ít. Ví dụ như chỉ có 5% thôi, cũng giống như là số lượng của tỷ phú ở trên thế giới này, thì những cái cặp hôn nhân hoàn hảo như vậy nó cũng ít như tỷ phú vậy, nó rất là ít luôn. Cho nên á, mình không cần phải là tỷ phú mình mới sống nổi, mình đi làm lương bình thường mình cũng sống rồi. Cho nên hôn nhân bình thường cũng dư sức sống, dư sức hạnh phúc. Cái hôn nhân mà hai người ở trong cái hôn nhân đó có cái sự tôn trọng nhau là đủ rồi. Có nghĩa là lời nói tôn trọng nhau và cùng nuôi con cái, cùng vui mỗi ngày cùng nhau và tìm những niềm vui đó, những niềm mơ nhỏ mỗi ngày trong đời sống hôn nhân là đã đủ rồi. Không cần phải yêu cuồng cuồng, không phải nhìn nhau đắm đuối, không cần phải hôn nhân đó. Rồi cái tư duy thứ 6 là cái ngày mình mới cưới về là cái ngày mới bắt đầu xây dựng hôn nhân thôi. Hôn nhân mình chưa có gì cả, mình mới bắt đầu xây dựng mà thôi. Cái hôn mình có thể là mình rất là hẹn hò, mình rất là yêu nhau đắm đuối, mình rất là đẹp, rất là nhiều người ngưỡng mộ,
Nhưng mà nó cũng khi về hôn nhân, cái ngày đầu tiên vẫn là cái ngày phải xây lại từ đầu, chứ không phải là mình có tình yêu đẹp đó là mình đảm bảo cái sự hạnh phúc của mình sau này không có vấn đề gì cả. Tại vì khi về mà dọn về chung một nhà, lúc đó mâu thuẫn nó mới xảy ra. Còn lúc mà bạn hai nhà nó không xảy ra, nhưng mà về một nhà đi, nó sẽ xảy ra sau khi bạn ký giấy, sau khi bạn cưới nó mới xảy ra vấn đề. Còn có những vấn đề nó không xảy ra trước ngày cưới, nó phải đợi. Ví dụ lúc đó bạn sanh con, rồi lúc đó là vấn đề trả tiền bill hai bên, người nào trả tiền cái gì, thì lúc đó mâu thuẫn mới có. Tại chứ hôn nhân hẹn hò nó không xuất hiện mâu thuẫn để cho các bạn có thể vượt qua. Thì bạn phải vượt qua những cái thử thách trong hôn nhân. Cái tư duy thứ bảy là đừng mắc kẹt trong cái mớ kiến thức. Nên đánh giá cái tình cảm của mình hiện tại. Có nghĩa là mình đừng có đi theo cái hướng là true love, hay là mình quá cực đoan về true love, hoặc là mình đi theo làm móc, mình chỉnh sửa hôn nhân, mình quá bài bản đi, mình quá theo sách vở đi, nhưng mà mình là không nhìn lại cái độ cái tình cảm giữa hai người còn hay hết, mình không có khả năng nhìn cái đó. Thì nếu mà bạn không có sức để mà nhìn ra cái hôn nhân của bạn hiện tại á, nó là còn hay là mất á, thì bạn có thể đi tư vấn. Cái thái độ thứ 8 là thái độ trong hôn nhân quan trọng hơn các cử chỉ yêu thương. Và cái bài giảng này nó đi về cái phần thái độ của người phụ nữ hơn đối với chồng hơn là các cử chỉ yêu thương. Tại khi mà tư duy bạn thay đổi thì thái độ bạn thay đổi. Mà khi thái độ thay đổi là nhóm hành động nó sẽ đi theo. Mà khi nhóm hành động đi theo thì kết quả nó sẽ khác. Có nghĩa khi chỉ cần tư duy thay đổi là đời thay đổi, là như vậy. Cho nên cái chính vẫn là cái thái độ của mình đối với chồng mình, chứ không phải là cái những cái bản ra những cái hành động yêu thương. Và cái tư duy số 9 là cách giao tiếp trong hôn nhân cực kỳ quan trọng. Bạn phải biết cái cách nói chuyện với chồng, mà nó có nguyên cái lớp nói chuyện với người đàn ông. Rồi cái số 10 là không có người chồng tốt hay người chồng xấu, chỉ có người chồng yêu thương mình mà thôi, hay là không yêu mà thôi. Tại vì ai cũng có hai mặt, người nào cũng có hai mặt. Người ta tốt với này và xấu với người khác. Còn người chồng mình đừng theo đi xu hướng là anh ta tốt hay là anh ta xấu theo chuẩn của đạo đức, mà hãy nên đi theo cái hướng là anh ta có yêu mình hay không, anh ta có quan tâm tới mình hay không, có cảm xúc của mình hay không. Và cái tư duy số 11 là hạnh phúc trong hôn nhân cũng cần người xứng đáng, không phải hên xui. Có nghĩa là bạn nào có kiến thức thì bạn xứng đáng được hạnh phúc, nó không phải hên xui. Không phải là tôi cưới cái anh này là tại vì hên quá được người chồng tốt. Người chồng tốt mà bạn hành xử sai nó cũng xa đét. Cái người chồng đó mới về rất là tốt, nhưng mà nếu mà bạn hành xử sai, bạn suốt ngày bạn giận và bạn chửi rủa, thì cái người chồng đó nó cũng thành tệ mà thôi. Cái tư duy số 12, hôn nhân thấp điểm hoàn toàn có thể làm tốt nếu biết cách. Nếu biết cách có nghĩa là tất cả hôn nhân tại thời điểm này nó tệ, theo chị là nó có cách làm cho nó tốt hơn hết. Chỉ có bạn có biết cách hay không, và bạn có chịu làm theo hay không. Tất cả hôn nhân đều tốt đẹp hết. Tại vì con người cảm xúc có thể thay đổi, mình có thể làm cảm xúc một con người thay đổi. Cho nên hôn nhân nó tốt đẹp hơn là cái chuyện đương nhiên. Nhưng mà nếu mà bạn không đủ kiến thức và không đủ cái sự gọi là hiểu biết những cái việc bạn làm nó dẫn tới những cái kết quả gì, thì bạn hầu như không tin là hôn nhân của bạn có thể chỉnh sửa được. Nhưng mà Biên nói chắc chắn rằng là cái hôn nhân nào cũng chỉnh sửa được. Tại vì Biên cũng qua những cái cảm xúc đó rồi. Biên cảm xúc đó rồi, có nghĩa là có những lúc là mình vô vọng, mình nghĩ rằng là nếu mà mình còn dính trong cái hôn nhân này là cuộc đời mình xong, mình không có hạnh phúc. Hạnh phúc của mình, mình tắt tin nhắn, hạnh phúc của mình là xong rồi đó. Có nghĩa là mình sống vì con thôi, chứ mình trong không có cái niềm vui trong cuộc đời này đâu. Nhưng mà tới thời điểm này thì hoàn toàn khác, hoàn toàn khác. Cho nên chị rất tin vào cái sự là hôn nhân có thể chỉnh sửa được. Rồi cái số 13, tập trung vào niềm vui hôn nhân mỗi ngày cùng nhau là cái điều quan trọng nhất. Cái việc mà hôm nay mình làm gì với chồng, mình làm gì cho cái không khí gia đình mình nó vui, hai đứa nó được vui,
mình nói gì với ảnh, ảnh nói với mình cái gì, mình cho yêu thương là cái gì, mình quan tâm là cái gì, con mình đứng giữa là cái gì, cái không khí gia đình như thế nào, cái không khí trong nhà mình như thế nào, nó quan trọng. Còn cái độ cam kết của ông chồng á, nó không quan trọng. Có nghĩa là anh phải hứa tôi là anh không có được nhắn tin với cô ấy, anh phải hứa với tôi là anh không có được, cô ấy gọi anh cũng không có được bắt. Thì cái đó là về độ cam kết. Nhưng mà bạn thấy á, cái người mà cam kết với mình á, nó không cần văn bản. Cái người đàn ông cam kết với mình á, nó là cái bên trong lòng anh ta. Còn mình bắt anh ta làm thì anh ta sẽ chứng minh là sẽ không có cuộc gọi nào hết, anh ta xóa hết trên phone. Cái độ cam kết nó chứng minh rất là dễ, nhưng mà nó là không xuất phát từ bên trong lòng ảnh. Thì nếu mình muốn xuất phát từ bên trong lòng ảnh á, thì đó là nó là do mình xây hôn nhân nó ra, chứ không phải là mình nói hay là mình kiểm soát phone nó được. Cho nên cái độ cam kết đôi lúc á, mình phải coi nhẹ nó một chút. Tại vì nó không có ý nghĩa, có nghĩa là nó fake, nó là cái bề nổi thôi. Người ta chứng minh được cái bề nổi thôi, còn bên trong á là có mình có cái xác thôi, mình không có cái hồn. Thì tại sao mình lại đi tập trung cái bề nổi mà mình lại không tập trung cái phần core, cái phần chính của hôn nhân, là niềm vui hai người cùng nhau, đừng có choảng nhau mỗi ngày vì cái độ cam kết đó. Mà cái độ cam kết đó chỉ gọi là độ cam kết ảo. Tại vì người đàn ông cam kết, người ta cam kết từ bên trong lòng, người ta có muốn làm điều đó hay không thôi. Còn cái cam kết mà mình nói để anh ta không có làm á, cái đó là cam kết ảo, nó không có giá trị. Rồi số 14, tình dục không phải là không quan trọng trong hôn nhân, mà nó cực kỳ quan trọng. Tại sao các chuyên gia trên thế giới lại nói rằng là 80% hôn nhân mình hư là vì tình dục? Tại vì theo người ta định nghĩa, mình thấy con số 800 nó vô lý. Tại sao mà ghê vậy? Tôi thấy là đời sống vợ chồng mình nó cũng ok mà, cũng quan hệ tình dục có sao đâu, có hư đâu. Nhưng mà theo ý của người ta là cái định nghĩa tình dục á, là nó là một cái cơ hội để mình thể hiện yêu thương. Ví dụ như mà coi phim trên màn hình mà hai đứa Hàn Quốc nó yêu nhau á, thì trong lúc nó làm tình á, thì bạn thấy á, nó chuyển đổi ánh mắt, nó đưa vào rất là nhiều cái đụng chạm, mà mình thấy nó đưa rất nhiều tình cảm vào trong nó, trong một cái đoạn phim ngắn như vậy. Từ những cái ánh mắt, từ những cái đụng chạm, những cái chăm sóc nhau trong tình dục, nó phải như vậy thì nó mới gọi là tình dục. Tại vì theo chuyên gia tình dục á, là tình dục không phải là chỉ là hai người lên đỉnh, có nghĩa là cứ nửa đêm tối tối ông chồng sờ sờ mò mò, rồi sau đó rồi leo lên rồi đẩy vài cái cả hai người tới là tình dục. Cái đó nó chỉ về cái phần gọi là lên đỉnh thôi, chứ nó không định nghĩa tình dục. Tình dục cái gì đó, nó là một cái cơ hội, nó rất là lâu. Có nghĩa là mình trong đó mình có thể nói chuyện với nhau, mình có thể hôn nhau, mình có thể trao đổi nhiều thứ trong đó, mình đưa cái tình cảm cho nhau, mình quan tâm nhau. Nó có cái khúc bắt đầu, nó có khúc giữa, rồi nó có khúc cuối. Thì rồi cái tình dục đó nó có phải muôn màu muôn vẻ, nó phải là sáng tạo, nó phải thay đổi liên tục, nó phải là tự do trong căn phòng của hai vợ chồng. Thì nếu mà ngay ban đầu mà bạn làm tốt cái phần tình dục ở cái mức độ đó, thì là hôn nhân của bạn chắc chắn bền vững và chắc chắn sẽ thăng hoa, chắc chắn sẽ nở hoa. Nhưng mà bạn thấy là người Việt Nam, ngay cái ngày cưới về mình đã set up một cái không gian hoàn toàn đối nghịch. Có nghĩa là tình dục mình lại coi nhẹ phía dưới, mình lại quan tâm tới cái phần là đối nội đối ngoại gia đình, mình lấy lòng gia đình ở nãy, mình tặng quà cho mẹ, mình gọi điện hỏi bà nội, mình chăm sóc nhiều thứ lắm. Nhưng mà mình lại bỏ quên đi là cái sự kết nối của hai vợ chồng từ tình dục mà ra. Cho nên cái ngày đầu tiên mình cưới về mình, cái phòng riêng của mình đã sai rồi. Phòng riêng của mình sai rồi, có con mình lại để con ở giữa. Trong khi tình dục nó cần một cái không gian rất là riêng của hai vợ chồng mà thôi, trong đó hà mọi thứ thăng hoa, mọi thứ phải tốt đẹp hết. Cho nên chỉ có 20% làm đúng thôi. Tại vì người ta đánh giá đúng cái độ của gọi là cái tầm quan trọng của tình dục trong hôn nhân. Thì những cái cặp đó rất là may mắn là do là các bà mẹ họ có kiến thức, họ chỉ lại cho con gái. Và tại vì họ chính bản thân họ có một hôn nhân rất là viên mãn.
và họ chỉ là cho cái về là mày phải hầm, mày phải mua hộp vịt lộn nè, phải hầm cái này cho nó nè, rồi phòng là phải riêng, phải khóa, con là phải để ở riêng chứ không có ở chung, nó lớn nhỏ nhỏ. Nó biết một cái là đẩy nó qua phòng khác để cho hai người trong đó tự do, hai người trong đó thăng hoa, hai người trong đó làm được những điều mà mình tại vì có vẽ vời ra nhiều thứ lắm, nó nhiều thế, nó nhiều chỗ, nó nhiều không gian. Bạn muốn nó thăng hoa cỡ nào là thăng hoa? Tại vì người đàn ông á, bạn nghĩ rằng một tuần á, người ta chỉ muốn một lần hai lần là đủ. Thực ra người đàn ông họ có thể làm mỗi ngày, họ có thể làm mỗi ngày nếu như mà cái không gian, cái độ thoải mái của cái việc quan hệ tình dục họ muốn nhiều lắm. Nhưng mà cái sự muốn của họ nó phụ thuộc vào bạn. Bạn muốn nhiều hay ít thì họ cũng vậy thôi, bạn họ phải theo bạn mà thôi. Thì cái tình dục trong hôn nhân á, chỉ có 20% làm đúng từ cái ngày cưới, còn 80% đã làm sai rồi, cưới về là sai rồi. Mình coi nhẹ nó quá, trong khi cái độ quan trọng nó quá quan trọng đi. Mà cái like vừa rồi chị nói cái này rất là nhiều và nhiều bạn rất là đồng ý. Rồi các bạn nếu mà cứ có cái gì cứ đặt câu hỏi nha.